Ngày 28 tháng 12 năm 1973, Thiệu đã lên án mọi giải pháp chính trị. Sẽ không có tuyển cử, không có hòa bình. Và hội nghị Saint-Saint-Cloud sẽ không bao giờ đạt tới một giải pháp chính trị. Và đương nhiên, khi đưa ra lời tuyên bố này, Thiệu đã đổ hết trách nhiệm cho Việt Cộng. Quả vậy, hội nghị hai bên Nam Việt Nam họp tại Saint-Saint-Cloud gần Paris đã không bao giờ đi tới kết quả. Ngày 16 tháng 4 năm 1974, chính quyền Sài Gòn đã hoãn lại vô thời hạn cuộc họp. Và khi nhận ra sai lầm của mình, chính quyền Sài Gòn đã muốn nối lại cuộc họp. Nhưng chính phủ cách mạng lâm thời đã đưa ra điều kiện tiên quyết là Thiệu phải ra đi. Tất cả sẽ tùy thuộc vào tình hình chiến trường ở Nam Việt Nam. 3 tháng sau khi ký kết Hiệp định Paris, một bản tổng kết đầu tiên đã được tiến hành. Chỉ duy nhất có một điều khoản được thực hiện, đó là Mỹ rút quân và trao trả tù binh chiến tranh. Còn về tất cả các điều khoản khác, đặc biệt là những điều khoản tùy thuộc vào chính quyền Sài Gòn và để nhằm tiến tới một giải pháp chính trị ở miền Nam, thì người ta thấy không hề nhúc nhích nửa bước. Ví dụ về những gì liên quan đến các tù nhân chính trị, bất chấp những lời chứng về số phận của họ. Ngày 9 tháng 4 năm 1974, Thiệu đã viết cho Giáo Hoàng, Pôn VI lúc này đang lo lắng cho tính mạng của họ. Ở Nam Việt Nam, không có tù nhân chính trị, chỉ có hai loại tù nhân, 21.000 tù thường phạm và 5.081 tù cộng sản. Rõ ràng là từ nay, Mỹ và Thiệu chỉ thực hiện những điều khoản hiệp định nào mà họ quan tâm. Tuy nhiên, báo chí và Quốc hội Hoa Kỳ cũng lo ngại về những gì có vẻ là một kế hoạch được mưu tính trước. Bởi vì nếu sự có mặt của Mỹ ở miền Nam từ nay có vẻ kín đáo hơn, mềm mại hơn, nhưng không phải là không được tiếp tục dưới hình thức của hàng ngàn cố vấn mặc thường phục và một hệ thống dưới những tên gọi mới che giấu cho một cơ cấu chỉ huy cũ của quân đội viễn chinh và những chiến dịch bình định. Và một sự việc có ý nghĩa hơn nữa, đó là Mỹ viện trợ cho chính quyền Sài Gòn sau ký kết hiệp định lại cao hơn nhiều so với những năm chiến tranh ở thời kỳ trước. Theo những số liệu trong một báo cáo của Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ, thì trong 4.069 tỷ đô la cấp cho ngân sách quân đội Đông Nam Á niên khóa 1973-1974, năm trước là 2.735 tỷ, thì hơn 3 tỷ đô la đã được cấp cho việc chi phí để sử dụng, bảo quản và mua sắm vũ khí ở Nam Việt Nam. Trong những điều kiện đấy, hòa bình ở Nam Việt Nam thực sự là mong manh và những sự kiện sắp tới là hoàn toàn có thể trông thấy trước. Ngày 20 tháng 3 năm 1973, tức là 3 tháng sau hiệp định, tờ International Herald Tribune đã có thể viết. Về phần mình, Washington cần hiểu rằng những vi phạm lệnh ngừng bắn của Sài Gòn là rất nguy hiểm. Nếu quân đội của Tổng thống Thiệu vẫn tìm cách lấn chiếm đất của phía bên kia, oanh tạc các làng xóm do Việt Cộng kiểm soát, ngay cả trong lúc các phóng viên nước ngoài đang có mặt ở đấy, từ chối việc trả tự do cho những người bị bắt, ngăn cấm việc tự do đi lại và hoạt động chính trị, thì chắc chắn là mãi rồi phía bên kia, họ sẽ phải trả lời bằng một cách mà họ biết, đó là chiến đấu. Cuối tháng 3 năm 1973, Trung ương Cục miền Nam, ban lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của toàn miền, đã ban ra một chỉ thị tuyệt mật có tác động đến toàn bộ các cấp bộ đảng và quân giải phóng miền Nam. Trung ương Cục, đối với người Mỹ, đó là cái tổ chức chứ danh và không thể tóm bắt được. Sở chỉ huy kháng chiến miền Nam mà Mỹ càng ra sức săn đuổi, thì họ lại càng nghi ngờ rằng không biết nó có thực sự tồn tại hay không. Nó thực sự tồn tại. Linh hoạt cực độ, tháng nào cũng thay đổi chỗ. Nó di chuyển trên một khu vực của tỉnh Tây Ninh cách Sài Gòn khoảng 100 km, dựa lưng vào các dãy núi đông bắc của Campuchia. Trong những năm gian khó của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được sự đồng ý của Thái tử Sihanouk, lúc đó là quốc trưởng Campuchia ở Phnom Penh, các dãy núi này đã được xây dựng thành những vùng lui quân chiến lược bất khả xâm phạm của quân giải phóng miền Nam. Những năm 1960, Trung ương Cục do Lê Duẩn, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đạo. Tiếp đó là Lê Đức Thọ, rồi vài năm sau là Phạm Hùng, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Trung ương Cục có thể gọi là Bộ Tham mưu tác chiến của cách mạng Việt Nam, do bản thân sự phát triển của chiến tranh. Nó liên hệ mật thiết với Bộ Chính trị Đảng ở Hà Nội và với chính phủ cách mạng lâm thời ở miền Nam. Trong chỉ thị nói trên, chỉ thị 03 CT73,
ký ngày 30 tháng 3 năm 1973, tức là 60 ngày sau khi hiệp định, Trung ương Cục đã điểm lại tình hình miền Nam và nhắc lại đường lối mà những người cách mạng miền Nam phải quán triệt. Đọc bản chỉ thị ấy, người ta thấy toát lên một điều là những người cách mạng mong muốn thấy hiệp định được thi hành và sử dụng nó như là một đòn bẩy chính trị. Trung ương Cục phê phán sự không quán triệt đường lối đang thể hiện ở một số bộ phận đảng và quân đội, vạch ra hai khuynh hướng sai lầm có thể coi là hữu khuynh. Cả hai đều đã biểu hiện trước sự vi phạm hiệp định của chính quyền Thiệu, trước những chiến dịch đánh phá, lấn chiếm ngày càng mở rộng của quân đội Sài Gòn. Một số cán bộ, người thì coi là hiệp định đã bị địch vượt qua, nên muốn trở lại với những hình thức đấu tranh trước đây. Người thì có khuynh hướng thụ động bó tay, đi tới chỗ cứ giữ nguyên trạng với những đồn bốt địch lấn vào vùng chính phủ cách mạng kiểm soát. Chỉ thị cho rằng, trong tình hình miền Nam Việt Nam, nơi cùng tồn tại hai chính quyền, hai vùng kiểm soát, hai quân đội, thì ta chỉ có giành được thắng lợi, ít ra khi có sự thay đổi về tương quan lực lượng quân sự với Sài Gòn. Mục đích là phải đạt tới sự thay đổi tương quan đó bằng cách nắm được tầm quan trọng của hiệp định, lấy nó làm một vũ khí mới, một đòn bẩy để phát triển tận trong lòng địch. Lúc này tinh thần đang sa sút và khao khát hòa bình, một phong trào quần chúng cách mạng. Như vậy phải đấu tranh, kể cả việc liên hệ với những tổ chức kiểm soát quốc tế để đòi phải thi hành những điều khoản của hiệp định, đặc biệt là về sự ngưng chiến tại chỗ, về những quyền dân chủ của nhân dân. Đấu tranh vũ trang chỉ được dùng đến khi nào phải chống lại sự lấn chiếm của đối phương hay để giành lại đất đã bị mất. Nhưng trong một quy mô được xác định rõ, cần phải hạn chế một cách thích hợp những lực lượng sử dụng. Một cách chung nhất, cần phải ưu tiên cho hành động cách mạng của quân chúng, bao gồm cả việc mở rộng và củng cố vùng giải phóng. Và chỉ thị kết luận rằng mọi cán bộ cần phải nắm vững những điểm mấu chốt về vận dụng những nguyên tắc về bạo lực của đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và đấu tranh hợp pháp. Đấu tranh chính trị là cơ bản và đấu tranh quân sự là chỗ dựa có hiệu lực của nó. Các cán bộ cần phải chú ý một cách đầy đủ tới những cơ sở pháp lý của hiệp định đình chỉ chiến sự và biết dựa trên những cơ sở đó trong mỗi lĩnh vực để đấu tranh được tốt hơn, đúng đắn hơn, khôn khéo hơn. Chỉ thị này xác nhận rằng các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam mong muốn thấy hiệp định về hòa bình được thực hiện. Nó giúp hiểu được là họ đã kết hợp như thế nào giữa hiệp định này với việc tiếp tục cuộc đấu tranh thường ngày của họ. Một bằng chứng thứ yếu nữa chứng tỏ sự gắn bó của những người cách mạng đối với hiệp định là họ đã truyền bá nó một cách rộng rãi trên toàn miền Nam. Ròng rã suốt một tuần lễ, Đài Phát thanh Hà Nội từng câu từng chữ một đã phát đi văn bản hiệp định hướng về các vùng kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Bởi họ biết rằng sẽ không có chuyện phổ biến chính thức hiệp định ở những nơi ấy. Báo chí rồi sẽ thấy ở đấy, chính quyền Thiệu đã cấm không được đả động đến chuyện đó như thế nào. Đến nỗi mà các nhà báo Mỹ khi thăm đồng bằng Cửu Long ở gần Sài Gòn, một vùng mà những vệt da báo đan xen vào nhau, không một phân tuyến rõ rệt. Họ chỉ xác định được là họ đã chuyển từ vùng Sài Gòn kiểm soát sang vùng giải phóng, nhờ vào việc thấy được ở nơi mới đến những văn bản hiệp định ở nhà các nông dân. Thi hành hiệp định, những người cách mạng được tất cả, còn Thiệu thì ông ta sẽ mất tất cả. 6 tháng sau ngày ký hiệp định, lợi dụng phía cách mạng có sự lẫn lộn, không quán triệt đường lối mà Trung ương Cục đã phê phán nêu trên, quân đội Sài Gòn đã giành được những thắng lợi cục bộ, xóa đi những vệt da báo, chiếm lại những vùng giải phóng, nhất là ở những tỉnh Trung Trung Bộ thuộc quân khu 5, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Đức, Kon Tum, Gia Lai. Từ 28 tháng 1 đến 15 tháng 12 năm 1973, theo công bố của Chính phủ Cách mạng lâm thời, thì quân đội Sài Gòn đã mở 37 cuộc tấn công cỡ sư đoàn và 5.250 cuộc tấn công cỡ trung đoàn đánh vào vùng giải phóng. Thế là Thiệu đã nghĩ mình đã có thể thành công trong việc đẩy lùi lực lượng cách mạng về miền núi và lập lại quyền kiểm soát trên vùng còn lại của lãnh thổ. Cùng thời gian này, Thiệu cố gắng ổn định lại chế độ của ông ta, tung ra những kế hoạch phát triển kinh tế, loại bỏ khỏi chính quyền và xã hội những ung nhọt quá lộ liễu. Bộ máy cưỡng bức của ông ta có vẻ như mạnh lên hơn bao giờ hết. Vì thế khi đến tháng 5, Lê Đức Thọ gặp lại Kissinger để bàn việc tiến tới thi hành hiệp định một lần nữa, thì Kissinger đã gạt những đề nghị của ông Thọ đi. Tuy nhiên có vẻ như vào thời kỳ ấy,
giữa Thiệu và Nhà Trắng đã lộ ra một số mâu thuẫn. Mức độ những hành động phá hoại hiệp định của Thiệu đã báo động dư luận chung và do đó cũng gây cho Nhà Trắng nhiều phiền toái. Can dự vào những mặt trận khác trên thế giới, Nhà Trắng muốn ở Sài Gòn một chính quyền vừa vững chắc vừa có vẻ mềm hơn, không gây trở ngại đến chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thiệu đã bắt đầu làm phiền Mỹ. Nhưng mà trong chừng mực mà Thiệu nắm bộ máy Sài Gòn như hiện nay thì Thiệu là không thể thay thế được. Mùa thu năm 1973, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đánh trả lại địch, giành lại những vùng bị mất từ sau Hiệp định Paris. Từ sau cuộc tiến công 1972, những người cách mạng Việt Nam đã tiến hành xây dựng lại tiềm lực quân sự của họ ở Nam Việt Nam. Bởi cuộc tiến công này đã gây cho họ nhiều tổn thất. Ít nhất một phần dự bị chiến lược của họ đã phải tung vào mặt trận Quảng Trị. Ở ngoài Bắc, việc tuyển quân có một lúc đình lại, nay được tiếp tục. Cho đến mùa thu, một lực lượng quan trọng bộ đội chính quy cũng sẵn sàng chiến đấu ở miền Nam. Kinh nghiệm đau đớn năm 1954 đã chứng tỏ cho kháng chiến Việt Nam rằng việc thi hành một hiệp định không thể trông chờ vào thiện chí của địch. 6 tháng sau Hiệp định Paris lại càng xác nhận điều đó. Hơn nữa có vẻ như quân đội Sài Gòn, dù tinh thần sa sút nhưng không thể tan rã chỉ duy nhất với tác động của công tác tâm lý. Ví dụ như trong công tác địch vận, để làm công tác tuyên truyền và vận động đối với lớp sĩ quan trong hàng ngũ địch, các ban địch vận quân đội nhân dân đã nhằm vào đối tượng chính là cấp thiếu úy, trung úy trong quân đội ngụy, bởi đó là cấp sĩ quan có quan hệ thường xuyên và trực tiếp với tầng lớp binh lính. Họ đã xây dựng một hình ảnh mẫu về viên sĩ quan đấy với những đặc điểm về tâm lý và hoàn cảnh xã hội như sau. Anh ta khoảng 20-25 tuổi, và như vậy anh ta đã lớn lên trong xã hội Sài Gòn. Anh ta không thấy rõ vai trò của Mỹ ở Việt Nam. Theo anh ta, Thiệu là một người muốn xây dựng Nam Việt Nam thành một nước độc lập, mặc dù anh ta biết Thiệu tham nhũng, bị mua chuộc và phụ thuộc vào Mỹ. Song bởi Bắc Việt Nam cũng liên minh với Liên Xô và Trung Quốc, nên anh cho rằng Thiệu liên minh với Mỹ là chuyện bình thường. Anh tin chắc rằng chế độ cộng sản không có tự do, vì thế mà Thiệu lại là người bảo vệ tự do. Đôi lúc anh ghét người Mỹ, nhất là khi thấy họ đi với con gái Việt Nam, bởi vì họ kiêu căng, ngạo mạn. Vậy là anh vẫn giữ được tinh thần dân tộc. Nhưng anh lại thấy tự hào được làm một sĩ quan quân đội Sài Gòn, bởi vì đó là một quân đội mạnh và là nơi mà anh có được một số đặc quyền, nhất là với gia đình anh. Họ được ăn mặc đẹp, có xe hơi thuộc quyền sử dụng, có nhà riêng. Anh bất bình vì chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng anh không thể làm thế nào khác để thoát ra khỏi nó. Anh sợ cách mạng, mặc dù anh không hiểu cách mạng. Anh trông thấy những bất công của xã hội, đặc biệt là việc các cấp trên anh làm giàu một cách ghê gớm. Nhưng anh không nổi dậy chống lại hệ thống đó. Anh chỉ cố leo lên cao hơn để kiếm lời được nhiều hơn. Một trong những nét chủ đạo trong tính cách anh, đó là anh tin mọi sự đều do số. Còn với những người lính bình thường, chiến tranh đè nặng lên vai họ. Trong một xã hội bị đánh bật mất gốc rễ, họ là tù nhân của đồng lương, cái đảm bảo cho họ thoát khỏi thất nghiệp và nuôi sống gia đình đông đúc của họ. Phân tích sự phát triển của tình hình từ sau ký hiệp định, các nhà lãnh đạo Việt Nam càng xác nhận rằng xét triển vọng của cách mạng ở miền Nam Việt Nam, thì mọi giải pháp chính trị đều đòi hỏi trước hết phải bẻ gãy được quân đội Sài Gòn, công cụ chủ yếu của chính quyền Bù Nhìn. Tháng 10 năm 1973, cuộc giáng trả những chiến dịch lấn chiếm của quân đội Sài Gòn được các lực lượng cách mạng tung ra trên một quy mô lớn. Ngày 15, chính phủ cách mạng lâm thời và Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng đưa ra lời kêu gọi, nói rõ rằng quân dân ta có quyền chính đáng để có biện pháp nhằm chống lại sự phá hoại hiệp định của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đánh trả lại những hành động chiến tranh của chúng ở bất cứ đâu, bằng những hình thức thích hợp và với những lực lượng cần thiết để đòi chúng phải chấp hành nghiêm chỉnh và triệt để hiệp định. Thế là ở Nam Việt Nam, không còn là một cuộc xung đột kéo dài nữa, mà đó là khởi đầu của một cuộc chiến tranh mới, với những hình thức và mục tiêu của nó. Nếu ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời gạt bỏ khả năng Mỹ đưa quân viễn chinh trở lại, thì họ cũng không loại trừ giả thiết một sự can thiệp của lực lượng không quân mà Mỹ bố trí ở vành đai xung quanh Đông Dương để nhằm mục đích nói trên. Trong những điều kiện đang nổi trội trên trường quốc tế và ở nước Mỹ lúc đó thì, theo đánh giá của các nhà cách mạng Việt Nam, sự can thiệp bằng không quân ấy sẽ có thể diễn ra trong thời gian ngắn
nhưng sẽ càng hết sức ác liệt hơn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nó có thể làm thay đổi được chiều hướng của sự phát triển cách mạng Việt Nam. Song, tính đến khả năng ấy, quy mô của đòn giáng trả phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Nó sẽ được tiến hành bằng phương pháp lấn dần từng vị trí một và chủ yếu nhằm vào đồng bằng sông Cửu Long, kho người, kho của Nam Việt Nam. Các nhà lãnh đạo cách mạng cũng không vì thế mà gạt bỏ khả năng đấu tranh trên mặt trận chính trị. Tháng 7 năm 1971, khi cán cân lực lượng quân sự cuối cùng đã nghiêng hẳn về phía cách mạng, một ủy viên Trung ương Đảng còn nói riêng với tôi: muốn hạn chế quy mô của những trận đánh, chúng tôi cần phải đánh dần dần. Chúng tôi đang làm chủ tình hình trên hai điểm. Chúng tôi có thể tiếp tục chiến tranh đến khi giải phóng toàn bộ đất nước. Nhưng đến một lúc nào đấy, khi đối phương buộc phải nhận ngừng chiến, thì chiến tranh sẽ không còn cần thiết nữa. Bước ngoặt quyết định ấy đến vào tháng 4 năm 1974, đặc biệt với việc quân giải phóng đánh chiếm trại Tống Lê Chân của quân đội Sài Gòn. Nằm cách Sài Gòn 80 km về phía bắc, trại Tống Lê Chân chỉ là một căn cứ cỡ bình thường, nhưng nó lại là một trong những chốt chủ yếu của vành đai bảo vệ Sài Gòn. Quân đội Sài Gòn đã không chiếm lại được Tống Lê Chân, và để trả đũa về việc này, Thiệu đã hoãn vô thời hạn hội nghị Sensenkulu. Tuy bước ngoặt chung của các trận chiến đấu hãy còn nằm trong phạm vi tác chiến du kích, nhưng một hình thái tác chiến khác đã xuất hiện. Đó là các trận đánh các vị trí tương đối kiên cố, trong đó có 4 vị trí bao quanh Kon Tum trên Tây Nguyên và một số vị trí khác trong tỉnh Quảng Nam ở miền Trung Trung Bộ, ví dụ như Thượng Đức, mà quân đội Sài Gòn đã không thể chiếm lại được. Bước ngoặt trên chiến trường ấy sẽ càng được xác nhận trong mùa hè 1974. Lần đầu tiên trong mùa mưa, quân đội Sài Gòn đã không thể giành lại được đất bị mất. Họ đã phải chịu mất nhiều vị trí ở miền Trung và cả ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở bán đảo Cà Mau. Ở đồng bằng Cửu Long, sau khi ký hiệp định, chính phủ cách mạng lâm thời chỉ kiểm soát được 800.000 dân trên 3,5 triệu dân. Nhưng nay thì ở đấy, cách mạng đã giành được với Sài Gòn một phần quan trọng đất đai và số dân. Khi phân tích sự phát triển tình hình quân sự cuối năm 1974, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân chú ý tới một chi tiết có tầm quan trọng lớn về mặt chiến lược, đặc biệt là vào cuối năm 1974. Khi quân đội Sài Gòn mất một vị trí thì chẳng những chúng không chiếm lại, mà chúng còn rút thêm 3-4 vị trí xung quanh, không chỉ ở miền núi và cả ở vùng đồng bằng nữa. Như vậy là quân đội Sài Gòn không muốn phân tán cái thế bố trí lực lượng của chúng. Tình hình này hết sức mâu thuẫn với những kế hoạch ban đầu của chúng là càng chiếm được nhiều đất càng tốt, để giành được tối đa sức người sức của. Tuy nhiên, quân đội Nhân dân mới chỉ sử dụng lực lượng nhỏ, nhưng quân đội Sài Gòn đã không thể chống cự lại nổi. Lần đầu tiên ở Nam Việt Nam, quân đội ngụy Sài Gòn ở vào thế yếu. Và cũng là lần đầu tiên đối với những người cách mạng, họ không còn phải là lấy yếu đánh mạnh nữa. Một hiện tượng quan trọng khác nữa đang phát triển ở Sài Gòn trong năm 1974. Tiếp theo những thắng lợi giành được của quân giải phóng, phong trào chống đối Thiệu đã lấy lại được tự tin và mở rộng tổ chức. Thành phần thứ ba như hiệp định dự kiến đã xuất hiện. Cuối năm 1974, hoạt động chính trị bị Thiệu gắt gao cấm đoán này lại nổi lên ở thủ đô Nam Việt Nam. Và trước những đòn tiến công của phe chống đối, vị thế của Thiệu lung lay dữ dội. Đến nỗi người Mỹ do dự không biết xử sự với ông ta như thế nào, nếu đó là sự chống đối của một phe thực sự tiến bộ, tập hợp xung quanh một số nhân vật như bà Ngô Bá Thành chẳng hạn. Từ nhiều năm nay, bất chấp đàn áp tù đầy, vẫn kiên quyết đấu tranh thì không nói. Nhưng đằng này lại thình lình nổi lên phong trào chống đối của một số mặt mũi không lấy gì làm sạch sẽ lắm, mà Hà Nội đánh giá là những con ngựa thay thế, theo xã luận báo Nhân dân 14 tháng 9. Ví dụ như là trường hợp Linh Mục Thiên Chúa Giáo Trần Hữu Thanh, một nhân vật chống cộng nổi tiếng, ông ta đã tiến hành một phong trào chống Thiệu ác liệt về vấn đề tham nhũng. Hoạt động này của cha Thanh có vẻ như lại được một số cơ quan Mỹ dung túng, bởi dù sao đi chăng nữa, nó cũng có tác dụng là hất cẳng một thiểu số những người công giáo tiến bộ đã bí mật có quan hệ với những người cộng sản. Mặc dù vậy, nó cũng đẩy Thiệu ra xa cái mà từ trước đến giờ vẫn là trụ cột của chế độ, nhà thờ công giáo. Cũng như vậy, sự chống đối Thiệu còn kéo theo một bộ phận rộng rãi phong trào Phật tử và cả mấy chục nghị sĩ, mà trong số này có nhiều gương mặt còn xa mới có thể gọi là không có gì đáng chê trách.
Nếu báo chí bị đàn áp thẳng tay, thì báo chí phe chống đối là đối tượng bị khủng bố mạnh nhất, nhiều báo bị tịch thu. Trong số đó có 5 báo bị đóng cửa. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, các cuộc biểu tình diễn ra trên đường phố, bất chấp sự đàn áp của cảnh sát. Ở Hà Nội, sự phát triển của tình hình đó được theo dõi rất sát. Trong suốt quá trình kháng chiến, những người cách mạng luôn luôn kiên trì đường lối đẩy mạnh tiến công quân sự, kết hợp với phong trào đấu tranh chính trị ở cả nông thôn và đô thị. Nhưng chưa bao giờ tình hình lại tiến triển thuận lợi như thế. Trong các thành phố, khẩu hiệu thường xuyên đánh đổ Thiệu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng có khả năng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, do các tổ chức bí mật của cách mạng ở thành thị trước đây bị khủng bố nặng nề, nên lúc này họ thậm chí đã không đủ cán bộ để lãnh đạo phong trào. Nhưng sự có mặt của quân giải phóng ở cách các thành thị từ 20 đến 60 km đã đóng một vai trò xúc tác hết sức quan trọng. Song, như lời tâm sự của một người có trách nhiệm ở Bắc Việt Nam nói với tôi thì dù tình hình quân sự và tình hình ở các vùng giải phóng có tốt đến mấy, điều đó vẫn còn chưa đủ. Bởi vẫn còn vấn đề các thành phố là ngôi nhà trú chân của chủ nghĩa thực dân. Người ta có thể giải phóng 90% lãnh thổ như hồi 64-65, nhưng các thành phố vẫn luôn bị địch nắm giữ. Cho nên là công tác thành thị rất quan trọng. Muốn giải quyết vấn đề Nam Việt Nam, chúng tôi cần phải từng bước một kiểm soát được các thành phố và giành được nhân dân ở đấy về tay cách mạng. Điều đặc biệt quan trọng là phải tranh thủ được nhiều hơn nữa ở những tầng lớp trung gian ở thành phố bằng một chính sách mặt trận dân tộc chống đế quốc và đồng thời chia rẽ và làm suy yếu chế độ Thiệu. Trong triển vọng ấy, lực lượng thứ ba có thể đóng một vai trò chủ yếu. Người đối thoại với tôi nhấn mạnh, cơ sở pháp lý của Hiệp định Paris cho phép, ngay cả dưới một chế độ phát xít, tổ chức và tăng cường một phong trào đối lập hợp pháp. Cho nên lực lượng thứ ba của chúng tôi là một cái gì đó rất quan trọng. Bà Ngô Ba Thành không phải là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, nhưng bà rất quan trọng với chúng tôi. Phong trào đô thị lúc này có được thuận lợi là do sự suy yếu của chế độ Thiệu, một chế độ được dựng lên để làm chiến tranh, nhưng nay lại phải chuyển sang đấu tranh chính trị trong khi nó không còn đủ sức. Vậy là vào thời kỳ ấy, các nhà cách mạng Việt Nam sẵn sàng chấp nhận hoàn toàn vai trò và vị trí mà lực lượng thứ ba có thể thực hiện. Tất nhiên, người đối thoại lưu ý với tôi, trong đó không loại trừ có bàn tay của CIA. Người Mỹ bây giờ có thể đã nghĩ tới thay Thiệu, nhưng rõ ràng Mỹ không phải là người nắm phong trào. Dù nhân cách của một vài cá nhân trong số những người lãnh đạo phong trào có thế nào đi nữa, thì chủ yếu cái thực chất của phong trào vẫn là dân tộc. Chúng tôi không phải sợ một sự bùng nổ lớn hơn của lực lượng thứ ba. Đó là một thực tế khách quan của tình hình Việt Nam hiện nay. Ngày 7 và 14 tháng 9, báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đăng 2 bài xã luận mà nội dung chủ yếu sẽ được nhắc lại trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Một lần nữa, những người cách mạng Việt Nam lại đưa ra với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ những phương sách để tiến tới một giải pháp chính trị. Mỹ thay Thiệu bằng một chính quyền dù thân Mỹ nhưng cương quyết đi theo chiều hướng thi hành Hiệp định Paris. Và Hà Nội và Chính phủ Cách mạng lâm thời đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về một chính quyền như thế. Nhưng Thiệu cần phải ra đi. Đề nghị này cũng sẽ không có trả lời. Năm 1974 kết thúc. Ở Sài Gòn, trước phong trào chống đối dâng cao, Thiệu vẫn cố bám lấy cái ghế bởi vì năm 1975 sẽ là năm bầu Tổng thống. Ở Việt Nam, người ta theo âm lịch, mỗi năm mang tên một trong số 12 con vật của số tử vi. Như là phần lớn các xã hội truyền thống Á Đông, xã hội Nam Việt Nam cũng đắm mình sâu sắc trong truyền thống 1000 năm đó. Ngay bản thân Thiệu, dù theo Thiên Chúa Giáo, ông ta cũng rất tin vào khoa tử vi và ông ta công khai nói lên điều đó. Cuối năm 1974 cũng là năm Dần Hổ kết thúc, đến giữa tháng 2 dương lịch cùng với Tết Ất Mão là bắt đầu của năm con mèo. Trong 12 con vật kế tiếp nhau trong hoàng đế âm lịch thì mèo được tiếng là con vật hiền lành nhất. Tuy nhiên vào cuối năm mèo, các thầy chiêm tinh, các thầy xem tướng, xem đất đều thống nhất tiên đoán rằng năm mèo là một năm rất khó khăn đối với Nam Việt Nam và cực kỳ nguy hiểm đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Số tử vi của Tổng thống Thiệu hoàn toàn ứng với sao chiếu mệnh của năm chuột. Ông chẳng những sinh năm chuột mà còn đúng cả tháng, cả ngày, cả giờ của chuột, một điều xưa nay rất hiếm.
Tổng thống Thiệu có vẻ hình như không coi thường những khó khăn mà những ngôi sao của năm âm lịch 1975 dành cho ông. Nhưng khi một trong số những người thân hỏi ông liệu sẽ giải quyết ra sao, thì ông đã trả lời, đúng, mèo rất nguy hiểm cho chuột, nhưng khi đã biết trước thì nó sẽ có cách đề phòng. Theo điện AFP đánh từ Sài Gòn, ngày 9 tháng 2 năm 1975. Thiệu sinh năm Tý, tức Cẩm Tinh con chuột. Sau khi chạy khắp hang cống, cống của Pháp, rồi của Mỹ, bị hun khói ở Buôn Ma Thuột, chuột Thiệu lại chạy về Huế, rồi Đà Nẵng, rồi Nam Bộ và chạy trốn vào, nấp trong cống Sài Gòn. Năm nay là năm Ất Mão, tức năm con mèo. Mèo thường bắt chuột. Tháng vừa rồi, rất nhiều chuột đã bị mèo bắt. Chuột Thiệu chắc không thể thoát được khỏi nanh vuốt của mèo. Điều đó đã được ghi sẵn ở sao trên trời. Chuột luôn luôn chết ở miệng mèo, theo báo Nhân Dân, ra ngày 5 tháng 4 năm 1975. Chương 2. Chiến dịch Hồ Chí Minh. Mùa thu 1974, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp phân tích tình hình Nam Việt Nam, Đông Dương và thế giới. Thế giới tư bản chủ nghĩa đang bị lung lay trong cơn khủng hoảng. Và tình hình này đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Sài Gòn. Một nền kinh tế sống dựa vào viện trợ nước ngoài lúc này cũng đang gặp khó khăn trầm trọng. Khủng hoảng đã trở thành mối lo chủ yếu của Mỹ. Tại Mỹ, xung đột giữa chính phủ và quốc hội đã lên đến cực điểm với vụ bê bối Watergate, một vụ bê bối đã dẫn đến sự sụp đổ của Nixon. Nếu Kissinger vẫn còn được ở giữ nguyên vị trí, thì tân Tổng thống Rutherford từ nay sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của quốc hội, mà quốc hội thì kiên quyết từ chối mọi cuộc phiêu lưu mới ở Việt Nam. Chứng cứ là tháng 8 vừa qua, khi Nixon xin quốc hội cấp một khoản viện trợ quân sự cho chế độ Thiệu, quốc hội đã cắt giảm tới một nửa. Sự cắt giảm này đã hạn chế sức mạnh hỏa lực của quân đội Sài Gòn, và từ nay họ sẽ phải đương đầu với những khó khăn lớn về vấn đề hậu cần. Ở Lào, tình hình cũng không tiến triển như mong đợi của Mỹ. Khi ký Hiệp định Viêng Chăn, người lãnh tụ già của phái trung lập, Hoàng Thân, Sunava Phuma, đã đi theo quan điểm của Pathet Lào, một phe mà người lãnh đạo là người anh em cùng cha khác mẹ với ông là Hoàng Thân Suphanavong. Mặt trận yêu nước Lào cũng không ngừng củng cố và mở rộng các vị trí của họ trên khắp đất nước. Tại Campuchia, Mỹ đã phải ngừng các cuộc ném bom. Quân đội Lon Non phải co vào cố thủ ở Phnom Penh. Căn cứ vào tình hình bên ngoài và tình hình đang có lợi trên chiến trường và các đô thị miền Nam, Bộ Chính trị đánh giá thời kỳ này là rất có lợi để mở một cuộc tổng tiến công ở miền Nam. Có hai vấn đề quan trọng cần xác định rõ để quyết định sự lựa chọn. Mỹ có thể đưa quân trở lại không? Bộ Chính trị cho rằng điều đó là không thể được. Nếu người Mỹ chủ tính đưa quân ồ ạt trở lại thì họ đã không ký Hiệp định Paris. Trong bối cảnh của năm 1974, một việc làm như thế là gần như không thể được đối với Mỹ. Nhưng còn việc Mỹ ném bom ồ ạt và chi viện hỏa lực cho quân Ngụy bằng không quân thì khả năng này không loại trừ. Song việc này cũng không thể đảo ngược được tình thế, bởi từ thời Johnson và Nixon nó đã không làm được điều đó. Thế còn riêng mình quân đội Bù Nhìn, họ có thể kéo dài được cuộc chiến đấu không? Sự phát triển của tình hình chiến trường năm 1973 và 1974 đã chứng tỏ rằng điều đó là không. Bởi vì khi ấy quân đội nhân dân mới chỉ sử dụng một phần lực lượng mà quân đội Sài Gòn đã không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, quân đội nhân dân còn có những lực lượng dự bị sung sức ở hậu phương. Nếu lực lượng này được tung vào trận, thì cán cân lực lượng giữa đôi bên sẽ thay đổi một cách tai hại cho quân Ngụy. Thêm nữa, không quân Sài Gòn lại không thể sánh được với không quân Mỹ. Và lại, dù Mỹ có tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế cho chế độ Sài Gòn đi nữa, thì điều đó cũng chỉ uổng công vô ích. Bởi vì cái mà họ thiếu không phải là vũ khí, mà là ý chí, quyết tâm chiến đấu. Từ tình hình trên, Bộ Chính trị cho rằng cách mạng có thể giành được thắng lợi quyết định trong một thời hạn tối đa là một năm. Vậy cần phải chuẩn bị lực lượng cả về người, về của trong một năm chiến đấu. Thế là vào giữa 1974, mọi mặt chuẩn bị cho một cuộc tiến công như vậy được đẩy mạnh. Công cuộc động viên được tiến hành trên một quy mô lớn. Mặc dù đã phải chịu đựng rất nhiều mọi thử thách của chiến tranh, nhân dân miền Bắc vẫn sẵn sàng chấp nhận hy sinh, huy động tới mức tối đa sức người, sức của mình để chi viện cho tiền tuyến. Hãy thử hình dung, để chuẩn bị về hậu cần cho một cuộc tiến công lớn cỡ cuộc tiến công 1975 ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nơi mà
80% sản xuất đều làm bằng thủ công, thì ở đấy con người đã phải nỗ lực ghê gớm như thế nào? Để có một ý niệm, chúng ta hãy làm một so sánh. Để đảm bảo cho cuộc tiến công Tết 1968, người ta đã phải chuẩn bị 30.000 tấn xăng dầu, súng đạn các loại. Cho cuộc tiến công 1972 là 70.000 tấn, thì nay chuẩn bị cho cuộc tiến công 1975, một khối lượng lớn là 250.000 tấn sẽ được đưa vào miền Nam, mà chủ yếu là phải vượt rừng núi. Riêng xe tăng, nó không thể tự hành trên 2.000 km theo đường Hồ Chí Minh. Vì như thế vào đến chiến trường, nó sẽ hư hại và không thể sử dụng được. Vậy là phải đưa vào bằng nhiều cách. Có chặng vận chuyển bằng ô tô, có chặng lại phải tháo rời ra từng bộ phận. Rồi sẽ phải lắp lại ở những căn cứ an toàn và được trang thiết bị tốt. Nhiều trạm sửa chữa, trạm nhiên liệu phải được thiết lập sẵn trên suốt dọc đường. Còn để đưa được xăng dầu cần thiết cho xe cộ các loại, thì người ta phải đặt những ống dẫn theo dọc Trường Sơn. Cộng vào đó là một khối lượng lớn vũ khí, súng đạn, lương thực, thuốc men cần thiết phải đưa vào chiến trường miền Nam. Đơn vị nhỏ bé được thành lập năm 1959 để tiếp tế cho các chiến khu ở miền Nam theo đường rừng Trường Sơn, nay sau 15 năm, đã trở thành một đạo quân thực sự, có đủ trong tay các binh chủng, từ công binh, vận tải cơ giới, vận tải đường thủy đến vận chuyển và dự trữ nhiên liệu và dầu mỡ. Từ các đơn vị phòng không thông thường đến các đơn vị được trang bị tên lửa SAM, đất đối không, việc thông tin liên lạc, hệ thống thần kinh của đường Hồ Chí Minh được đảm bảo bởi 14.865 km đường dây điện thoại, cạnh đó là thông tin vô tuyến, rồi các binh trạm, các trạm giao liên, các đơn vị bộ binh làm nhiệm vụ bảo vệ, các cơ sở hậu cần, các kho trạm phân phối vũ khí, khí tài lương thực, các đơn vị thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Tất cả các lực lượng và tổ chức ấy đều nhằm vào đảm bảo giao thông thông suốt cho con đường chiến lược trong bất kỳ tình huống nào, dù do địch đánh phá hay do thời tiết gây nên. Cuộc chiến đấu chống máy bay Mỹ đánh phá trên đường Hồ Chí Minh diễn ra cũng hết sức ác liệt. Trong thời gian hoạt động ở đấy, các đơn vị phòng không Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đánh trả máy bay Mỹ 42.138 trận và bắn hạ 160 chiếc. Ở đây thì cần phải nói rõ thêm. Thực ra theo chỉ đạo của trên, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã xây dựng hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất, kế hoạch cơ bản nhằm thực hiện quyết tâm chiến lược là giải phóng miền Nam trong thời gian 2 năm 1975-1976. Bên cạnh kế hoạch này còn có một kế hoạch, một phương án nữa là nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thực tế diễn biến cuộc tổng tiến công năm 1975 là ngay trong quá trình chiến dịch Tây Nguyên, trước chiều hướng tình hình phát triển vô cùng thuận lợi cho ta, Bộ Chính trị trong cuộc họp ngày 18 tháng 3 năm 1975 đã kịp thời bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Về cuộc sống trên Trường Sơn, một số bức thư sau đây của sinh viên N, một trong hàng chục ngàn lá thư những người lính đã đi trên con đường này để vào Nam chiến đấu, sẽ giúp ta hiểu nó được phần nào. Anh gửi những lá thư này về cho gia đình, cho mẹ và người vợ chưa cưới ở Hà Nội. Ghép những lá thư lại, nó sẽ như một cuộc nhật ký hành quân của một chiến binh trong hàng vạn những chiến binh khác. Ngày qua ngày, qua những ý nghĩ, những sự việc, những khó khăn, người ta thấy ở đấy phác lên một cách chi tiết bức tranh của một sự tích anh hùng thần kỳ, được tạo nên bởi những nỗi nhọc nhằn, những đau khổ, những phút ngã lòng được chế ngự, và cả quyết tâm ý chí vươn lên thường ngày để vượt qua. N không nói về các trận chiến đấu. Những lá thư của anh có vẻ như ở ngoài lề của cuộc chiến, nhưng thực ra nó vẫn nằm ở trung tâm sự kiện, đó là sự quên mình. Những hy sinh luôn có ở những chàng trai 18 đôi 10, và ở họ trái tim dần dần được tôi luyện thành thép. Sống ở trên đời, người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Ở trong tù năm 1942, Hồ Chí Minh đã viết như thế. Và đây, trên rừng núi Trường Sơn, người ta phải trải qua những gì và con người đã được tôi luyện và trưởng thành như thế nào. Những ngày này, đường không bị bom cắt. Mỗi ngày chúng con có thể đi được 100 km, xe lắc tứ phía. Con buồn ngủ đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết, và khi tỉnh dậy, người con đau ê ẩm như bị dần. Chúng con tạt vào rừng nghỉ, 5 giờ sáng mắc võng, đánh một giấc để rồi 5 giờ chiều lại lên đường. Tiếp đó là một đêm nửa thức nửa ngủ giữa những trận bom, đúng hơn là những trận mưa bom, và đôi khi là những sự cố dọc đường. Mẹ cứ yên tâm, con của mẹ luôn luôn cẩn thiện,
và quá yêu cuộc sống để không nỡ rời bỏ nó, chỉ vì ngu ngốc hay đơn thuần chỉ vì muốn tỏ vẻ ta đây. Hai em của con chúng thế nào hả mẹ? Con nhớ nhà quá đến nỗi thậm chí con không dám nghĩ về mẹ quá lâu. Có những đêm con mơ thấy căn phòng nho nhỏ của nhà ta, thấy mẹ, mẹ yêu quý và các em con. Tỉnh dậy con không chịu nổi nữa. Bao giờ thì cái thảm họa này mới kết thúc? Cần phải ở đây, ở chính trên những con đường đầy những vết hằn đau khổ này, con người ta mới biết và cảm nhận được hết cái thảm họa ấy, nó sâu rộng biết dường nào. Tốt hơn là không nên nói vấn đề này nữa. Vấn đề đã dằn vặt chúng ta ở cả nơi miền Nam Bắc. Những chẳng nghỉ được dành để làm một số việc vặt. Những ngày này con không có việc gì làm, con khâu lại chiếc quần dài, vá víu chiếc quần cộc và sửa lại những chỗ khâu lỗi. Tự tay con làm hết mọi việc, mẹ ạ. Có lẽ không có gì tốt bằng đại học trường đời. Bao giờ con trở về, chắc chắn mẹ sẽ phải ngạc nhiên về đứa con lớn của mẹ cho coi. Nhưng không phải chặng đường nào cũng được ngồi xe, có những chặng người ta phải đi bộ. Con viết cho mẹ ở một trạm dừng chân. Một ngày nghỉ lúc này là thực sự quý mẹ ạ, bởi chặng đường vừa rồi hết sức cực nhọc. Chúng con đã vượt qua một ngọn núi cao 1.000 mét. Trên đỉnh có mặt trời, người ta có thể trông thấy suốt Tây Quảng Trị. Ở đây mưa tầm tã, thật không gì chán ngán bằng cái cảnh hành quân trong mưa. Người ta ướt dầm tới tận xương. Đôi khi để leo lên một sườn dốc, người ta phải dùng đến cả đôi tay. Và bây giờ con mới thấm thía cái câu người ta ví, thở ra cả đằng tai. Đầu con nóng bừng dưới một cơn mưa như thác. Qua lớp mây này, người ta lại chúi đầu vào một lớp mây khác cao hơn đang chút nước. Hôm qua là một cuộc hành quân 6 giờ liền trong mưa. Ngày mai và mai nữa chắc cũng thế. Theo dòng thời gian, những ngày, những tuần rồi những tháng qua đi, và một con người khác xuất hiện, một con người được tôi luyện thành thép. Em yêu, anh viết cho người vợ chưa cưới ở Hà Nội. Em có thể hình dung được cuộc sống trên rừng núi Trường Sơn nó thế nào không? Chắc em sẽ nghĩ đến những tán cây cổ thụ, những đỉnh núi mây mù, che phủ. Thế này em ạ, trong một đêm mưa lạnh ẩm ướt, anh và các bạn anh trong một túp lều heo hút giữa rừng già. Một túp lều mà em chỉ có thể tưởng tượng trong một câu chuyện kể mùa đông. Quây quần bên một ngọn lửa nóng rực, mỗi người một chiếc que đang nướng những miếng thịt lợn rừng, mỡ chảy xuống các ngón tay. Bên ngoài, một ngọn thác rất gần đang gầm thét. Anh cam đoan với em rằng đó là những giờ phút tuyệt diệu nhất trong rừng núi đại ngàn Trường Sơn. Nếu có ai bảo, thật khủng khiếp, đó là một cuộc sống thời tiền sử và cái gác khốn khổ kia, hắn lại đang có vẻ khoái trá, thì em cần bảo người đó của anh, hãy câm miệng đi. Hãy đến với Trường Sơn và em sẽ thấy thế nào là rừng núi và hạnh phúc được sống ở đấy dù chỉ một phút. Dù sao, nó cũng còn hơn là sống ở Hà Nội để rồi chỉ tuôn ra những lời hoanh hoang khoác lác. Có một ngày, anh đính L lo ngại cho người vợ chưa cưới của mình. Em học có tốt không? Em cần gắng làm việc. Nếu em chưa biết làm bếp, thổi cơm còn sống còn khê thì em hãy kệ nó. Điều quan trọng nhất là em được học hành, có học thức. Học thức nhưng nhã nhặn khiêm tốn. Một ngày khác, 3 tuần nữa, chuông nhà thờ lớn Hà Nội sẽ ngân lên những hồi báo Noel. Được đón Noel ở Hà Nội thì thật tuyệt. Ở đây, bọn anh cũng gắng tổ chức một cái gì đó. Ai không biết tìm thấy trong cuộc sống một niềm vui nho nhỏ, lành mạnh, thì kẻ đó chỉ là thằng ngốc. Và thật phũ phàng và đột ngột, đó là thử thách. Nó không đến từ một trận đánh oai hùng, một vết thương thực sự, mà nó từ từ bò đến, ẩn mình trong cái rậm rạp ẩm ướt của rừng già. Một hôm, trong một chặng hành quân dài cùng với trung đội của mình, N bỗng quỵ xuống, bị quật đổ bởi một cơn sốt rét ác tính. Trong các lá thư của anh thì đây là lá thư thống thiết nhất, bởi ở đây người ta thấy anh đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, và người ta đo được nhiều hơn những khắc nghiệt thực tế, những lựa chọn tàn bạo xót xa nhưng cần thiết mà những con người trai trẻ này phải đương đầu, ngay cả ở bên ngoài bản thân chiến tranh. Anh nằm trên một chiếc giường ghép bằng cành cây gần ngay bên bờ một con suối. Nước reo ngay dưới lưng anh. Thân mình anh rung lên bần bật và người anh nóng rãy, đến nỗi người chiến sĩ giao liên sợ quá phải lùi xa. Trung đội trưởng của anh thì thầm cái gì đó với trung đội phó.
nhưng anh này có vẻ phản đối. Anh hiểu ngay là họ đang nói về anh. Bàn xem có nên để lại anh không, bởi không có người ốm thì họ cũng đã quá nặng rồi. Anh qua một đêm khủng khiếp. Anh cảm thấy quá cô độc, và anh nghĩ đến tất cả chúng ta. Và lúc ấy, anh chỉ muốn trở về với gia đình bằng bất cứ giá nào. Anh muốn sống sót bằng tất cả nghị lực của mình và giúp cho mình chút sức lực để vượt qua. Sáng hôm sau, anh thấy mình nằm lại, được giao cho người dẫn đường, một người dân sống trong vùng săn sóc. Trung đội của anh, họ đã lặng lẽ ra đi, có lẽ nghĩ rằng anh sẽ không thể sống nổi. Anh không oán trách gì họ hết. N viết tiếp, các anh đã gần kiệt sức, và đó, xung quanh bọn anh chỉ là cái nóng và ẩm ướt đến ngột ngạt. Và trên vai mỗi người là 35-40 kg mỗi lúc một chịu nặng. Các anh đã đi 40 ngày đường, có lẽ hơn, và trước mặt còn 20 ngày nữa mới tới. Giờ nếu thêm một người ốm và ba lô, súng đạn của người ấy phải cáng trên vai. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, anh hiểu và anh không còn giận họ nữa. N có cảm giác mình như một con thú bị săn đuổi. Người dẫn đường cho anh là một con người tốt, N viết tiếp, và anh ta giúp anh đi nhúc nhắc từng bước. Sau vài ngày đi, chẳng cần thiết phải mô tả cho em biết trong mấy ngày ấy anh đi như thế nào, thì đột nhiên anh bị ngất đi. Và khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong một cái hang được dùng làm trạm quân y, nơi mà một trung đội trinh sát đã khiêng anh tới. Trong cái trạm quân y ấy, đối với N, đó là một cuộc chiến đấu dài dằng chống lại tử thần. Anh không có đủ giấy để mô tả cho em cuộc sống kỳ lạ ấy. Một cuộc sống mà người ta không thể phân biệt nổi, ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Mà từ sống hay chết cũng chẳng còn gây cho người ta một cảm xúc nào nữa. Anh nằm giữa hai bệnh nhân khác, cả ba đều bị sốt rét. Bọn anh nằm chật đến nỗi, nếu có một người nào đó lên cơn sốt thì hai người kia cũng run lây. Nếu có một người sốt tới 40 độ thì hai người kia cũng mồ hôi ướt đẫm. Anh đã chứng kiến hai người bạn ấy ra đi. Một đêm, người nằm bên trái anh như lên cơn điên, anh ta đập tứ tung. Anh cũng bị nhận không ít những cú đập của anh ấy, nhưng vì quá yếu nên anh chẳng có phản ứng gì hết. Thế rồi đột nhiên, anh ta mê sảng. Anh ta lung búng cái gì đó trong miệng như tiếng trẻ thơ, người anh ta rung lên bần bật. Và rồi tất cả ngừng bặt. Anh hiểu ngay anh ta đã chết, và anh ra sức gọi người tới cứu. Anh gọi chị y tá, nhưng đêm đã khuya. Và lại, chính chị y tá từ nhiều ngày nay cũng bị ốm. Thế là suốt đêm ấy, anh với người bạn nằm bên phải anh, cả hai đều run lên vì sợ, và thấy người bạn đã mất, nguội dần đi. Anh ta còn rất trẻ, cũng ở tuổi em, mới 18 tuổi đầu. 5 ngày sau là đến lượt người bạn bên phải của anh. Anh ta từ giã cõi đời với những cơn co giật kinh khủng. Anh thề với em rằng trong suốt thời gian hấp hối, anh ta chỉ gọi tên mẹ như một đứa trẻ lên 6. Riêng N, anh vẫn sống sót. Bởi ngày hôm ấy giữa cơn mê sảng, trong giây phút nửa tỉnh nửa mê, anh đã nghe thấy chị y tá thì thầm là phải đốt chiếc giường xui xẻo đó đi sau khi anh chết. Đừng vội đốt chiếc giường đó đi, cô y tá mau miệng xinh đẹp ạ, tôi sẽ sống, anh viết. Và một buổi sáng, điều kỳ diệu đã xảy ra, anh đã qua khỏi cơn nguy. N dần dần bình phục và anh lại lao vào cuộc chiến. Một hôm, anh viết những suy nghĩ của mình về chiến tranh. Anh đã rời bỏ tất cả, anh đã để lại ở Hà Nội tất cả những gì thân yêu nhất của mình để đi chiến đấu. Và nhờ nó, anh đã hiểu rõ hơn thế nào là nỗi đau, nỗi khổ và qua những thử thách ấy, con người ta đã lớn lên và được tôi luyện như thế nào. N cho người ta một hình nhỏ về những con người mà người ta gọi là anh bộ đội. Họ chẳng có gì giống như những tên cuồng tín mà một số nhà bình luận phương Tây ưa thể hiện. Họ là những chàng trai trẻ như N, được đặt vào những điều kiện đặc biệt, đã biết tự vươn lên chính mình để trở nên những con người thật sự. Để có được điều đó, họ cần phải có một niềm tin tất thắng, tin vào tổ quốc mình, vào chỉ huy của mình. Một phần lớn những thắng lợi đã được giành như vậy đó, trong những điều kiện có tính chất sử thi, ít được biết tới. Trên những dãy núi hiểm trở của dải Trường Sơn, chạy dọc suốt biên giới Việt Nam từ Bắc chí Nam. Đầu tháng Giêng năm 1975, một cuộc thử nghiệm cuối cùng được thực hiện. Sáng sớm ngày 2 tháng 1, một số đơn vị quân đội nhân dân đưa khoảng chục xe tăng chi viện đã tiến công thị xã Phước Bình. Tỉnh lỵ của tỉnh Phước Long nằm cách Sài Gòn 120 km
về phía Tây Bắc. Thị xã Phước Bình, nơi đóng sở chỉ huy của tỉnh, tiểu khu Phước Long, là do 5 tiểu đoàn đóng giữ và được sự chi viện chiến thuật của không quân ở Sài Gòn. Ngày 6 tháng 1, thị xã bị mất và đó là tỉnh đầu tiên ở Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Sau cú vồ đó, mèo ta rũ vuốt và chờ đợi những phản ứng của Washington. Tổng thống Ford tuyên bố lo lắng về tình hình Nam Việt Nam sau khi Phước Long bị mất và sẽ có cuộc trao đổi về vấn đề này với Kissinger và Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng tất cả chỉ có thế, và Sài Gòn cũng không cố chiếm lại Phước Long. Trên giấy tờ thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa thật là ấn tượng. Được tăng cường mạnh mẽ nhưng vội vã vào trước ngày Mỹ ký Hiệp định Paris, quân đội này có trong tay 1.500 khẩu pháo, hơn 2.000 xe tăng và thiết giáp, một lực lượng không quân 1.800 chiếc máy bay, trong đó 380 cường kích, ném bom kiểu F5 A37 và hơn 700 trực thăng. Về thủy quân họ có 1.600 tàu xuồng chiến đấu các loại. Gần 1/20 dân số Nam Việt Nam đã bị Sài Gòn xung vào quân ngũ. 710.000 lính và 340.000 dân vệ. Trên chiến trường, quân Sài Gòn được bố trí như sau. Ngoài vùng 1 chiến thuật, vùng Bắc Nam Việt Nam ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có 3 sư đoàn. Được tăng cường 1-2 sư đoàn dự bị chiến lược gồm quân dù và thủy quân lục chiến. Trên vùng 2 chiến thuật, Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, 2 sư đoàn được tăng cường trên một nửa số các đơn vị biệt động quân. Tại vùng 3 chiến thuật, Sài Gòn và Đông Nam Bộ, 3 sư đoàn cộng với 1-2 sư đoàn dự bị chiến lược. Ở vùng 4 chiến thuật, Đồng bằng Cửu Long, 3 sư đoàn. Đó là về lực lượng bộ binh, ở cạnh đó phải kể thêm 6 sư đoàn không quân, 40.000 thủy binh, các đơn vị thiết giáp và pháo binh làm nhiệm vụ yểm trợ cho bộ binh. Nhưng về thế bố trí, quân đội Sài Gòn bị căng kéo theo chiều dài đã tỏ ra yếu về mặt chiến lược. Nó không có một tí chiều sâu nào. Hơn nữa, từ đầu 1975, lực lượng này đã bộc lộ nhiều điểm yếu bởi nó bị xói mòn từ bên trong một cách nghiêm trọng. Trong những năm 1973-1974, tạp chí Quốc phòng Sài Gòn đã công bố một loạt những lời bình luận nguy kịch về tình trạng của quân đội ấy và về bối cảnh chính trị xã hội của Sài Gòn. Cô lập ngày càng tăng của chế độ Sài Gòn trong khu vực Đông Nam Á, không còn chi viện hóa học của Mỹ và thiếu một chiến lược để thay thế. Đó là những chấm đen mà các học viên sĩ quan của trường cao đẳng quốc phòng nhấn mạnh. Trong những năm chiến tranh gần đây, người Mỹ còn hơn là một đồng minh. Vai trò của họ là vai trò của người cha đỡ đầu, tất nhiên không phải là vô tư. Một sĩ quan khác đã viết thế. Người này tiếc rằng 1/4 thế kỷ vừa qua đã không để lại cho Sài Gòn một chuyên luận nào về rút kinh nghiệm chiến lược, ngoại trừ một mớ những sách dịch của nước ngoài. Một sĩ quan cao cấp khác cũng than phiền là quân đội Sài Gòn sau khi người Mỹ rút lui đã chẳng có được một lý luận quân sự nào có tính chất dân tộc và độc lập. Còn tướng Sài Gòn Nguyễn Bảo Chí, ông ta vẽ lên một bức tranh khá rõ ràng và đáng thất vọng về cái xã hội mà trong đó quân đội phải chiến đấu. Phân tích bối cảnh xã hội Sài Gòn, ông viết: những lực lượng và những xu hướng chia rẽ là nhiều và mạnh. Những mâu thuẫn giữa thành thị và nông thôn, giữa trí thức và người lao động, trong khi những cơ may để thống nhất lại mỏng manh. Trên cái nền của sự chia rẽ đó, những tranh giành, đấu đá giữa các lực lượng và xu hướng khác nhau càng làm cho thống nhất quốc gia đã không đáng kể lại càng mỏng manh và có thể dẫn đất nước tới tan rã. Đồng thời, tướng Nguyễn Bảo Chí viết tiếp: xã hội còn bị xói mòn bởi nhiều những bất công, bởi tham nhũng, hối lộ và nhiều những tệ nạn khác. Kinh tế thì không thể kiểm soát nổi, gia đình thì rối loạn, mọi giá trị tinh thần và kỷ cương xã hội bị đảo lộn. Đó là một xã hội đầy rẫy những bất bình và không có tương lai. Thêm vào đấy là những khó khăn do chiến tranh gây ra, sản xuất bị phá hoại, thất nghiệp tăng, đời sống khó khăn, giá cả leo thang bùn vụt, an ninh không được đảm bảo, gia đình bị chia rẽ do miếng cơm, manh áo. Thế mà cùng lúc ấy, nhiều người làm giàu nhờ chiến tranh, nhờ những rối loạn xã hội và những kẻ vô trách nhiệm. Tất cả những cái đó tạo ra hình ảnh của một xã hội bị chia rẽ sâu sắc. Sau khi nhấn mạnh như vậy, Bảo Chí lại viết tiếp: những nhà lãnh đạo đều phần lớn chịu ảnh hưởng của văn hóa, phương Tây và Mỹ hóa. Cho nên họ tách rời dân chúng, mà dân thì họ lại gắn bó với truyền thống dân tộc. Do đó, vấn đề chia rẽ giữa nhà nước và các khối đại chúng là không thể giải quyết được. Kết quả là đời sống xã hội và chính trị ở miền Nam chìm đắm vào đêm tối.
Một bộ phận dân chúng bất bình với chính phủ đi theo Cộng sản để chiến đấu cho tự do, bình đẳng. Một bộ phận khác thì sống một cách bi quan, thụ động, thờ ơ với chính trị và quan tâm duy nhất của họ là làm thế nào để kiếm cho được đủ sống hay làm giàu. Bài viết cay đắng này giúp cho người ta hiểu được phần nào nguyên nhân của sự tan vỡ hoảng loạn diễn ra sau này. Với những lời chỉ trích như thế đối với một xã hội mà viên tướng Sài Gòn Nguyễn Bảo Chí coi như có trách nhiệm phải bảo vệ, thì thử hỏi ông ta làm sao có thể đòi hỏi được các binh sĩ của mình phải chiến đấu sống chết vì nó. Dưới ngòi bút của ông, một sĩ quan cao cấp quân đội Sài Gòn, người ta còn cảm thấy dường như có một sự quyến rũ nào đấy của phía bên kia đã cuốn hút ông. Nó như một sự hối tiếc, khiến một số người ít bị tha hóa hơn của chế độ cũ đã đón nhận, gần như có sự nhẹ nhõm, cuộc tiến quân của những người cách mạng vào Sài Gòn. Ở Hà Nội, Bộ Chính trị quyết định và thống nhất với chính phủ cách mạng lâm thời về thời gian tiến công xuân 1975 và giao cho Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị kế hoạch. Mục đích ban đầu của cuộc tiến công là tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch và làm thay đổi một cách cơ bản hơn nữa cục diện chiến trường. Năm 1975 là năm có nhiều ý nghĩa. Vào năm ấy, nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng, 30 năm ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Và rồi các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không thể đòi hỏi nhân dân của mình phải hy sinh một cách vô tận. Thời cơ là thuận lợi và năm 1975 sẽ là năm thực hiện một thắng lợi lớn, giúp cho cuộc kháng chiến tiến lên một cách quyết định, tiến tới thắng lợi hoàn toàn. Vậy là Bộ Tổng Tham mưu tùy thuộc vào hai giả thiết đã đưa ra hai kế hoạch. Một kế hoạch tối thiểu là tiến lên một bước mới có tính chất quyết định. Một kế hoạch khác theo giả thiết tối đa là nắm lấy thời cơ có lợi, tiến lên càng xa càng tốt, có thể là tới đích. Bộ Chính trị cũng yêu cầu là phải xác định hướng tiến công chủ yếu sao cho thỏa mãn được các điều kiện. Một, những trận đánh đầu tiên phải nhằm vào những mục tiêu có tầm quan trọng hàng đầu, nhưng không phải quá mạnh. Hai, hiệu quả bất ngờ phải đóng một vai trò chiến lược. Những trận đánh đầu tiên phải đảm bảo chắc thắng. Ba, những thắng lợi ban đầu phải làm rung chuyển thế bố trí của quân ngụy trên toàn miền Nam. Phân tích thế bố trí của địch, Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định chọn Buôn Ma Thuột, một thị xã cỡ trung bình nằm trên Tây Nguyên, làm hướng tiến công chủ yếu. Quân đội Sài Gòn chờ đợi một cuộc tiến công của đối phương ở vùng 1 Quảng Trị hay vùng 3 Sài Gòn. Vậy là họ tập trung lực lượng trên hai vùng ấy hơn là trên Tây Nguyên, một vùng ít dân và địa hình ở đấy nổi tiếng là khó khăn cho các cuộc hành quân. Trên vùng rộng lớn nằm ở trung tâm miền Nam Việt Nam và chiếm 30% diện tích toàn miền Nam, có hai vị trí then chốt khóa chặt vùng cao Tây Nguyên là thị xã Pleiku và Kon Tum. Việc chọn Buôn Ma Thuột nằm trên trục hai con đường quan trọng và nằm cách biên giới Campuchia 35 km về phía đông đã đáp ứng những yêu cầu do Bộ Chính trị đề ra. Ngoài yếu tố bất ngờ do địch không chờ đợi một cuộc tiến công ở hướng này, thị xã Buôn Ma Thuột, trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất chiếm 80% số dân tộc thiểu số của Tây Nguyên, lại là một vị trí có tầm quan trọng thực sự về quân sự. Sư đoàn 23 Ngụy đã đóng sở chỉ huy ở đấy. Cuối cùng, thị xã này còn nằm trên quốc lộ 14, con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn với Tây Nguyên. Từ Buôn Ma Thuột, có một loạt đường ngang chạy xuống duyên hải miền Trung, cho nên về mặt quân sự, chiếm được Buôn Ma Thuột sẽ có nghĩa là cô lập được Tây Nguyên với Sài Gòn và miền Nam Việt Nam sẽ có thể bị cắt làm đôi. Việc giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên là có thể xảy ra, và khi đã chiếm được vùng rộng lớn bao gồm 5 cao nguyên 1.500m này, người ta sẽ có điều kiện để tiến xuống vùng đồng bằng duyên hải miền Trung. Có thể đây là giả thiết tối thiểu mà Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đề ra. Và khi mà Tây Nguyên được giải phóng, và nếu có thể là cả miền Trung Việt Nam, thì vùng giải phóng của chính phủ cách mạng lâm thời sẽ trở nên càng vững chắc và sẽ càng rất nặng ký đối với cuộc đấu tranh chính trị của chính quyền Sài Gòn. Các tướng lĩnh mai đây sẽ chỉ huy các sư đoàn quân đội nhân dân trong cuộc tiến công đều đang ở độ tuổi 40-50. Bộ tham mưu các đơn vị cũng được trẻ hóa. Vài tháng trước, tôi đã có dịp đến thăm một đơn vị quân đội nhân dân tại mặt trận Quảng Trị. Ở một tiểu đoàn tuyến 1, đối diện với quân đội Sài Gòn chỉ cách 200m. Ở đây, trong những chiến hào cũng như ở các hầm chỉ huy, làm bằng các cây gỗ tròn đắp đất của các trung đội,
không hề có một chút nào của sự buông tuồng bừa bãi. Trên các vách hầm không có những tấm ảnh xuồng xã, nhưng có một tờ báo tường trên là những bức vẽ, những bài thơ thể hiện chủ đề yêu nước. Ở giữa những con người rất trẻ ấy, đang độ tuổi đại học, người ta đang sống trong một bầu không khí của tình đồng chí thân mật, đầm ấm như trong một gia đình. Một sức mạnh lặng lẽ nhưng tươi trẻ, đầy sức sống, tinh thần và vật chất. Người trẻ nhất 17 tuổi, tiểu đoàn trưởng 26 tuổi và chính trị viên 28 tuổi. Tôi đến, người chỉ huy đệm đàn để các chiến sĩ ca hát, và anh dạy họ mấy điều thưởng thức về ký âm. Ngày bắt đầu lúc 5 giờ sáng bằng tập thể dục. Mỗi ngày dành 1 giờ giúp dân làm việc ở ngoài đồng, thời gian rảnh rỗi. Anh em học văn hóa, người học cao dạy đồng đội và nhân dân trong vùng. Đó là những đối thủ mà quân đội Sài Gòn có trước mặt họ. Và để chống lại những đối thủ ấy, họ chỉ có một thứ lý tưởng. Như tờ Tiền Tuyến, một tờ báo của họ đã mô tả. Họ chỉ biết có rượu và gái, và họ tìm cách quên đi tất cả chỉ bằng hai cái mẹo ấy. Rồi họ ra mặt trận, chấm hết. Ngày 1 tháng 3, những trận đánh đầu tiên của cuộc tiến công bắt đầu. Các đơn vị quân giải phóng cắt đứt các tuyến đường chiến lược dẫn đến cao nguyên và tiến hành một loạt các hoạt động nghi binh. Ngày 4 tháng 3, hai con đường chính 19 và 14 bị cắt, khiến Pleiku và chỉ huy vùng 2 quân đội Sài Gòn lâm vào thế cô lập. Nhìn chung thì cao nguyên đã bị cắt khỏi đồng bằng. Quân đội nhân dân nghi binh như tấn công Pleiku. Quân Sài Gòn rơi vào bẫy và lấy bộ phận chủ lực của sư đoàn 22 và 233 lên tăng viện cho Pleiku, chỉ để lại ở Buôn Ma Thuột hai trung đoàn. Cùng thời gian này, một số trận đánh quan trọng nhưng vẫn có tính chất nghi binh được Việt Minh tung ra Quảng Trị phía Bắc. Bộ chỉ huy Sài Gòn chưa điều động lực lượng dự bị chiến lược bởi họ tin rằng hướng tiến công chủ yếu của đối phương sẽ nhằm vào mặt trận phía Bắc ở Sài Gòn. Như vậy là Việt Cộng có thể tập trung lực lượng vào đánh Buôn Ma Thuột. Một sư đoàn được đưa vào trận đánh, khác với lối đánh truyền thống trước đây của Việt Cộng là lần lượt đánh chiếm từng vị trí, dùng hỏa lực mạnh của pháo binh để che ép vị trí, rồi sẽ tấn công tiêu diệt vị trí bằng xung phong chính diện. Thì lần này đánh Buôn Ma Thuột, các cán bộ chỉ huy phát hiện những chỗ yếu của địch, đã quyết định vô hiệu hóa địch từ bên trong, đánh thẳng vào tiêu diệt sở chỉ huy trung đoàn 23, trung tâm đầu não của chúng. Mấy ngày trước trận đánh, một số đơn vị đặc công đã luồn sâu vào Buôn Ma Thuột cải trang dưới những vỏ khác nhau. Vậy là từ ngày 9 tháng 3, khách sạn lớn nhất thành phố, khách sạn Anh Đào, đã đón tiếp mấy vị khách đáng kính đến nghỉ. Họ không phải ai khác mà chính là mấy chiến sĩ quan trắc pháo binh. Ngày mai họ sẽ dùng liên lạc vô tuyến để điều chỉnh đường bắn của pháo 130 ly của quân giải phóng bắn vào sở chỉ huy sư đoàn 23, các trận địa pháo và căn cứ thiết giáp quân ngụy. Cũng như thế, khoảng 100 chiến sĩ đặc công đã vào ém sẵn ở tất cả các vị trí trọng yếu trong thị xã như là sở chỉ huy, tòa thị chính, dinh tỉnh trưởng, kho đạn. Trong khi pháo hỏa chuẩn bị của quân giải phóng thu hút sự chú ý của địch ở bên ngoài, thì ở bên trong, họ chuyển sang tấn công các mục tiêu vào đêm mùng 10 tháng 3. Như vậy là chỉ mấy chục người, họ đã làm tê liệt sở chỉ huy sư đoàn 23, làm rối loạn tất cả các vị trí phòng thủ của đối phương. Sáng hôm sau, lực lượng chủ yếu của trận đánh tiến sâu vào thị xã, đánh chiếm các vị trí làm chủ Buôn Ma Thuột. Cách đánh này sẽ trở thành một cách đánh điển hình của cuộc tiến công 1975. Chỉ sau khi mất Buôn Ma Thuột, Sài Gòn mới vỡ lẽ là hướng chính của cuộc tiến công là nhằm vào quân khu 2 vào Tây Nguyên. Họ cố gắng chiếm lại thành phố. Quân tăng viện của sư đoàn 23, một lữ đoàn quân dù và hai lữ đoàn biệt động quân được trực thăng vận đến cứu nguy cho Buôn Ma Thuột đã lại rơi vào một cái bẫy và bị tiêu diệt ngay khi vừa mới đổ quân. Thế là Kon Tum và Pleiku bị cô lập và uy hiếp. Ngày 15 tháng 3, quân ngụy ở hai thành phố này bắt đầu di tản về hướng đồng bằng ven biển. Lệnh di tản được đích thân Tổng thống Thiệu ban ra. Lệnh này thì tự bản thân nó thì là logic, rút quân về đồng bằng ven biển. Sài Gòn hy vọng là họ có thể tổ chức ở đấy một tuyến phòng thủ tập trung hơn, vững chắc hơn. Nhưng rủi ro thay, những điều kiện của cuộc hành quân, tình trạng hoàn toàn thiếu chuẩn bị và sự suy sụp về tinh thần đã khiến cho cuộc rút quân biến thành một cuộc tháo chạy hoảng loạn. Từ ngày 13 tháng 3, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên đã dự kiến trước khả năng rút lui này. Để rút, địch duy nhất chỉ có một con đường, đó là tỉnh lộ số 7 nối liền Pleiku với thị xã Tuy Hòa của tỉnh Duyên Hải Phú Yên.
nằm cách Sài Gòn 570 km về phía Bắc. Từ hàng chục năm nay, con đường này đã hư hại nhiều và ít được dùng đến. Giờ đây, 9 trung đoàn quân Sài Gòn cùng hàng vạn dân thường kéo theo trong một tình trạng hoảng loạn cực độ đổ vào con đường nhỏ ấy. Bị bao vây và truy đuổi trên một đoạn đường 100 km, gần như toàn bộ 9 trung đoàn đã bị tiêu diệt. Quân giải phóng thu được trên đường một khối lượng lớn súng đạn và các đồ quân dụng, trong đó có toàn bộ xe pháo. Còn sư đoàn 22 trên đường rút chạy về hướng bờ biển theo đường 19, chúng cũng bị chặn lại và bị tiêu diệt đại bộ phận. Số quân còn lại chạy về đến Quy Nhơn thì được lệnh của Sài Gòn tổ chức một tuyến phòng thủ ở đấy. Sở chỉ huy tác chiến của quân giải phóng theo dõi cuộc điện đàm của địch đã nghe thấy được số quân sống sót trả lời cấp trên của chúng. Các ông bảo chúng tôi lấy gì để tổ chức phòng thủ bây giờ? Chúng tôi chỉ còn có cái đít. Chiến dịch Tây Nguyên đã đạt được các mục tiêu, gần như toàn bộ vùng cao nguyên được giải phóng. Khả năng thúc đẩy quân đội Sài Gòn tới tan rã xuất hiện. Có lẽ lúc này tướng Giáp, người tổ chức đã ra mặt trận để cùng bộ tham mưu tác chiến của ông đánh giá những khả năng hành động. Nhưng thực ra chỉ huy tại chỗ cuộc tiến công đã được giao cho tướng Dũng, tổng tham mưu trưởng, nhân vật số 2 của quân đội nhân dân, ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm. Chỉ huy và giám sát từ trên Hà Nội là do tướng Giáp cùng với Bộ Tư lệnh có liên lạc mật thiết với Bộ Chính trị của Đảng. Tại mặt trận, tướng Văn Tiến Dũng thực hiện nhiệm vụ chỉ huy tác chiến của mình với sự phối hợp của Trung ương Cục miền Nam do Phạm Hùng chỉ đạo, có sự giúp đỡ của Lê Đức Thọ, người đã tiến hành cuộc đàm phán ở Paris. Mọi chủ trương đưa ra đều có sự thống nhất với chính phủ cách mạng lâm thời, trong đó người đại diện cho Đảng là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, chủ tịch hội đồng cố vấn. Quyết tâm tiếp tục cuộc tiến công được xác định. Một bộ phận lực lượng được lệnh tiến ngay về Sài Gòn và vùng đồng bằng. Một bộ phận khác tiến xuống giải phóng các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung. Trong khi đó, ở hướng Bắc, các chiến dịch nghi binh được lệnh chuyển ngay sang chiến dịch tiến công. Chiến dịch Huế, Đà Nẵng sắp sửa bắt đầu. Từ trên cao nguyên, quân giải phóng tràn xuống vùng đồng bằng ven biển. Ngày 23 tháng 3, quân giải phóng tiến vào An Khê, một thị trấn nằm giữa Pleiku và Quy Nhơn. Ngày 1 tháng 4, thị xã Quy Nhơn, tỉnh lỵ của tỉnh Bình Định được giải phóng, cùng lúc với cảng Tuy Hòa, thủ phủ của tỉnh Phú Yên. Tiếp đó thì quân giải phóng lần lượt tiến vào giải phóng Lâm Đồng, với thủ phủ của nó là Bảo Lộc ngày 2 tháng 4. Thành phố Nha Trang và căn cứ hậu cần lớn Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa ngày 3 tháng 4. Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức ngày 4 tháng 4. Toàn bộ quân khu 2 của ngụy quân Sài Gòn đã bị xóa sổ. Nam Việt Nam bị cắt làm đôi Đà Nẵng, thành phố thứ hai của miền Nam bị cô lập. Từ ngày 19 tháng 3, cuộc tấn công của quân giải phóng trên hướng Bắc đã bắt đầu, giữa lúc quân Sài Gòn đã quyết định rút chạy. Cuộc tiến công được tiến hành trên ba hướng Bắc, Nam và Tây. Quân Sài Gòn bị dồn vào Huế. Con đường duy nhất để rút chạy từ Huế về Đà Nẵng là quốc lộ 1 đã bị cắt đứt. Quân ngụy ở Quảng Trị và Huế chỉ còn cách chạy ra biển Thuận An. Cuộc rút chạy được tiến hành ngày 24 tháng 3 diễn ra trong hoảng loạn, trong khi quân giải phóng đã thắt chặt được vòng vây. Huế, thủ đô văn hóa của miền Nam, kinh đô cũ của Vương Triều Nguyễn và thủ phủ của tỉnh Thừa Thiên đã được giải phóng ngày 26 tháng 4 sau một trận đánh lớn ở cửa Thuận An. Trong 32 giờ, gần 10 vạn quân Sài Gòn đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hoặc bị bắt làm tù binh. Trong thời gian ấy, quân giải phóng từ cao nguyên lao xuống, tiến công về hướng hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, ở phía nam Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 3, thị xã Tam Kỳ trên quốc lộ 1 được giải phóng. Quân ngụy Sài Gòn bị nhốt vào cái giọ ở Đà Nẵng, đã không còn con đường rút chạy về phía nam. Và chính vào ngày ấy, Bộ Tư lệnh quân giải phóng quyết định thực hành trận tiến công vào Đà Nẵng. Nằm trên quốc lộ 1, ở cách Hà Nội 700 km và Huế 100 km, trong một lòng chảo trên biển, Đà Nẵng tạo thành một căn cứ hỗn hợp không hải quân cực kỳ quan trọng và được trang bị rất hiện đại. Sở chỉ huy quân khu 1 ngụy đóng ở đây và thành phố được 3 sư đoàn thuộc loại tinh nhuệ bảo vệ. Ngày 23 tháng 3, đám tàn quân ở Cao Nguyên và Huế kéo vào Đà Nẵng. Nỗi hoảng loạn của chúng đã nhanh chóng lây lan sang số 3 sư đoàn, được xem như là bảo vệ căn cứ quan trọng hàng đầu này. Trong thành phố đầy ắp những người bởi làn sóng di tản, chỉ trong mấy ngày, số dân từ 700 người đã tăng đến 1 triệu 200 người. Và khắp thành phố đã diễn ra những cảnh của ngày tận thế. Và đúng là ngày tận thế thật, trong 24 giờ,
không còn ai làm chủ được chính quyền nữa. Những toán lính mang vũ khí xông ra phố, lao vào cướp bóc, hãm hiếp dân thường. Hàng vạn người, binh sĩ dẫn đầu, cố xông vào căn cứ để chiếm lấy mấy chiếc máy bay, lúc này chỉ còn rất hiếm. Cuối cùng các phi công đã không dám cho máy bay hạ cánh nữa. Bởi muốn cất cánh, họ sẽ phải mở một con đường máu qua đám người đông nghìn nghịt đang tụ tập, bù bám vào cửa và cảng máy bay. Ở bến cảng, cảnh tượng cũng diễn ra như vậy. Bọn lính đã không do dự, bắn cả vào đàn bà, trẻ con, đẩy họ xuống biển để tranh chỗ trên các chuyến tàu di tản. Vài người Pháp ở lại Đà Nẵng đã được chứng kiến cảnh hoảng loạn này. Ví dụ như là giám đốc Trung tâm Văn hóa Pháp, sáng thứ Bảy, 29 tháng 3, khi ông yêu cầu viên đại tá đóng quân ở trại bên cạnh để xin bảo vệ trung tâm, thì viên đại tá đã trả lời: "Tôi không thể làm được, tôi chỉ có một mình." Một số thầy tu người Việt Nam thuộc giáo đoàn Saint Paul de Sac đã chôn cất hàng chục xác dân thường bị lính Ngụy sát hại trên đường chúng trốn chạy. Trong khi đó, ba sư đoàn quân giải phóng lao vào một cuộc hành quân cấp tốc bằng mọi cách có thể được, chạy chân, đi trên xe lấy được, đôi khi cưỡi cả những chiếc Honda đã trưng dụng. Đã có những người lái xe đèo 3-4 chiến sĩ trên một chiếc xe 125 phân khối. Một sư đoàn theo đường 1 tiến lên Tam Kỳ, một sư đoàn khác tiến vào từ Huế và sư đoàn thứ 3 từ Thượng Đức, một thị trấn miền núi đổ xuống Tây Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 3, trận đánh Đà Nẵng bắt đầu. Sau trận Huế, Bộ Chỉ huy Ngụy Sài Gòn nghĩ rằng họ có thể có 1-2 tháng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, chỉ 4 ngày sau, quân giải phóng đã xung trận. Vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng đã bị mất về tay quân giải phóng. Quân khu 1 của Sài Gòn đã không còn tồn tại. Như vậy là chỉ trong một tháng, quân giải phóng đã tiêu diệt hai quân khu địch. Và theo như thông cáo của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng ra ngày 6 tháng 4, họ đã loại ra khỏi vòng chiến đấu 27.000 quân Ngụy, gồm 6 sư đoàn chủ lực, trong đó có một sư đoàn tinh nhuệ là quân lính thủy đánh bộ, lữ đoàn 3 quân dù, 2 liên đoàn biệt động quân, cũng là những đơn vị nổi tiếng thiện chiến, 10 tiểu đoàn thiết giáp, 35 tiểu đoàn pháo mặt đất, 5 tiểu đoàn pháo cao xạ, và thu được một số lượng lớn vũ khí và đồ quân dụng mà tờ New York Times số ra ngày 24 tháng 3 đánh giá là lên tới gần 1 tỷ đô la. Đúng như báo Nhân dân ở Hà Nội viết, đó là một tháng mà nó bằng hàng chục năm, theo xã luận số ra ngày 7 tháng 4.